xem cá cho cá ăn. Ăn bạo nhỉ, ăn ác thật. Toàn cá chấm. Ăn quả mướp bổm đôi. Ăn ầm ầm ấy. Cũng rõ. Này nó chia giải tán ấy, nếu mà có chùm chùm một chỗ thì chắc là bỏ lại, mà nó giải tán ấy, nó mà chùm chùm thì như kiểu cá ấy trong bể, như kiểu cá coi. Thank you.